Wow, đẹp dễ sợ chưa nè, 12 con giáp nha. Tý Sửu dần mèo thình tiện ngọ mùi gì đó. Cái này mấy anh mê lắm. Người Mỹ họ cũng biết rượu 12 con giáp nữa nha. Bữa nay Costco có hàng mới nè nha. Bây giờ họ ra cái mới mà Flood Flight Camera Solar luôn, 3 cái giảm 80 đô luôn. Hello cô chú anh chị và các em. Bữa nay đi Costco với hai vợ chồng Út nha. Thì mình đi Costco để mình mua được giá đặc biệt cho ngày lễ Thanksgiving nè. Costco bắt đầu giảm giá nhiều cho các mặt hàng vào ngày Black Friday nè. Thì Black Friday là ngày lễ mà giảm giá mạnh hơn tất cả những ngày lễ khác luôn. Bữa nay Út đi hơi trễ, trời cũng hơi tối rồi nè, và bên ngoài cũng có mưa, vừa tạnh mưa. Giờ này là giờ cao điểm cho nên rất là đông xe và kẹt xe rồi nè. Đường rộng lớn mà vẫn kẹt nha. Trời mưa mà cũng có rất là nhiều người đi Costco nè. Mưa rơi tầm tã luôn. Thì hiện tại mấy cái đồ điện tử giảm giá rất là mạnh luôn. Cho nên muốn mua cái laptop. Wow, TV đời mới nè, mỏng dễ sợ chưa. Coi nhiêu tiền nè, coi nhiêu tiền đây, 2.699 đồng 99. Đẹp ha, wow, mỏng dễ sợ luôn nè anh. Màu đẹp đó ha. Sony iPad của hãng Apple ha. iPad thì đang giảm giá nhưng mà cái đời cũ rồi. iPad Air 0.9 inch 64 chiếc giảm 70 đô còn 499 đồng 99. Út thấy iMac 24 inch cũng giảm giá luôn nha, 150 đồng off còn 1.299 đồng 99. Còn cái này là MacBook Air nè, giảm 200 đồng luôn còn 749 đồng 99 nha. HP 13.5, wow, 1.499 đồng 99, giảm giá 300 còn 1.199 đồng 99 nha. Hiệu này cũng đang giảm giá nè, 14 inch giảm 500 còn 999 đồng 99 ha. Bên đây thì cùng hiệu luôn nhưng mà 17 inch giảm 400 còn 999 đồng 99 luôn. Hồi nãy giờ Út đi vòng vòng nè, muốn mua cái laptop hiệu HP mà 32 GB á, cái loại mà bộ nhớ tới 32 luôn á, thì hồi nãy giờ chưa có thấy nha. Cái này hiệu Dell. Hiệu Dell thì cũng đang giảm giá nè. Giảm 400 đồng luôn. Còn 999 đồng 99. Rồi bên đây hiệu Dell mà 14 inch thôi. Giảm 200 còn 699 đồng 99 ha. Út đang nhờ cái em này giúp Út nè, tìm cái nào good. Huh? I'm sorry. Like the smaller version of the one that you're looking at. Mm-hmm. It's just that it's not on sale right now. Oh. That's the only thing. Number service. Oh, okay. Yeah, but this is this would be the size of 15.6. So this one comes with like 32 gigabytes of memory, a terabyte of storage, and then like a, This is perfect size, huh? Yeah, this would be probably the best size. The only thing is it's not on sale. Not on sale. Yeah. Hi, what is that? That's Zodiac. That's all alcohol. Okay. There's a few more left. Not many though. Like okay, let my husband run over there to get them. Yeah, it's like 100. It's so nice. How many left over there? Like five. Five? We need to hurry up, right? We've been waiting for this one for a long time. For New Year. Thank you. Cuối cùng thì bữa nay Út cũng chưa mua được cái laptop. Tại vì cái loại mà Út thích không có giảm giá. Nên em ấy nói vài tuần nữa quay trở lại thì có thể là giảm giá.
Tức Sài Thành chạy mua được cái bình rượu. Bỏ Út mà ra đi đi lấy rượu này chịu nổi không? Wow. Đổi lại đi, tại vì cái kia không có cái dòng ở trên. Mấy anh này đang bỏ ra rất là nhiều rượu nè, rượu 12 con giáp nha cô chú anh chị và các em. Ai mà muốn mua để làm quà cho Christmas hay là New Year vậy nha. Tôi sẽ thành mua cái. Wow, đẹp dễ sợ chưa nè, 12 con giáp nha. Tí sửu dần mèo thình tiện ngọ mùi gì đó. Cái này mấy anh mê lắm. 129 đồng 99 cho 12 chai. Có chú này người Mỹ nhưng mà chú cũng thích, chú mua luôn nè. You like it too, hả? Người Mỹ họ cũng biết rượu 12 con giáp nữa nha. Wow, rất là nhiều người thích mua luôn đó, cô chú anh chị và các em ơi. Cô chú anh chị và các em thích mua rượu 12 con giáp thì tới Costco ở Davis, Bắc California nha, thuộc thành phố San Leandro. Út sẽ chạy cái địa chỉ trên màn hình. Lâu lâu mới thấy rượu này có nè, mà mỗi lần có là hết nhanh lắm luôn. Hồi nãy người ta lấy quá chừng, thì bây giờ họ mới bỏ ra cho ngày mai đó. Rượu này người Việt mình hay gọi là Napoleon nè, Brandy XO. Bữa nay Black Friday, Út thấy Ring đang giảm giá nè. Thì Ring là cái hãng mà họ chuyên bán về mấy cái loại camera cũng như là hệ thống an ninh tự động mà mình setup ở nhà đó. Cái Floodlight camera này đang giảm giá nha. Ở nhà Út cũng đang dùng cái này thì giảm giá 50 đồng off, còn 299 đồng 99, hết hạn là tháng 11 ngày 27 nha. Thì cái này á, là mình setup ở trong điện thoại của mình rất là tiện luôn. Mua về tự mình setup ha. Mình download cái Ring về á, download cái app về xong rồi mình tự gắn. Xài được lắm cô chú anh chị và các em. Còn cái này á, là nguyên một set để mình tự setup cái hệ thống an ninh tự động ở nhà nè. Út cũng đang xài cái này, thấy tốt lắm mà rẻ. Một tháng Út trả có 10 đồng à, không tới 10 đồng, nếu mình trả một năm luôn là có 100 đô cho một năm thôi nha. Thì bữa nay giảm giá nè, rẻ luôn. Hồi đó Út mua không giảm giá đó là 249 đồng 99 chưa có thuế ha. Thì bữa nay họ giảm cho mình 80 đồng luôn, còn có 169 đồng 99 thôi. Hết hạn là tháng 11 ngày 27 Tây nha. Bây giờ họ ra cái mới mà Floodlight Camera Solar luôn, 3 cái giảm 80 đô luôn, còn có 199 đồng 99 à. Út thấy có cái speaker này gọn gọn nè. Cái này mình kéo đi tiệc đồ tiện ha. Wow, giảm 50 đồng luôn, còn 149 đồng 99 thôi. Tháng 11, 27 Tây hết hạn nha. Bữa nay giảm giá nhiều lắm luôn. Còn cái này á, là dàn karaoke nè, 159 đồng 99, giảm rồi nha, giảm được 40 đô. Bên đây có một cái speaker nữa nè, loại khác, giảm 150 đồng off luôn, còn 349 đồng 99, cũng tháng 11 ngày 27 Tây hết hạn luôn nha. Bên đây là cái khác nữa nè, kế bên là headphone mà sale 70 đô luôn, 399 đồng 99, còn 329 đồng 99. Nhiều lắm nha, nhiều thứ sale.
Bên kia là quần áo lạnh đang giảm giá cũng rất là nhiều nè. Thấy cái dòng hoa này là thấy tới Christmas rồi ha. Đẹp chưa nè. Cái này là thiệt nha. Mua về mình treo ở trước nhà ha. 19 đồng 99 cho một cái dòng hoa này. Trời ơi, họ bán mấy cái chậu bông đỏ rồi nè. Đẹp không? 18 đồng 99 cho chậu lớn nha. Bây giờ mình mua hơi bị sớm không ta? Sớm á, sợ để ở trong nhà mở hít nó hư ha. Rồi bên đây là chậu nhỏ hơn. Chậu nhỏ hơn là 4 chậu 22 đồng 99. Chậu nhỏ này gọn gọn nè. Rồi bên đây là mấy cái cây thông. Thông nhỏ nhỏ dễ thương quá. Wow, đẹp chưa nè. 42 đồng 99 nha. Cho Christmas. Úc thấy cây Christmas trees này đang giảm giá nha. Cây thông nè, giảm 100 đồng. Còn 379 đồng 99. Tháng 11 20 tây hết hạn. Cây này cũng gọn gọn nè, chứ cũng không lớn lắm. Trời ơi, dễ thương chưa nè. Cưng ngon. Cái này là 99 đồng 99. Mấy chú này tơ dễ thương chưa. Rất là nhiều thứ để mình mua về mình decorate cho Christmas ha. Ôi ôi, mấy cái đèn. Đèn này giống như là tuyết vậy đó. Cái này nhớ đi tha hồ. Tha hồ trời lạnh quá. Cái đồng tuyết giống đồng đá giống vậy nè. 29 đồng 99 cho cái bộ đèn này, đẹp đó. Còn cái đèn cái bên này á, là giảm rồi, còn 9 đồng 99. Trời ơi, cái này dễ thương quá nè. Giảm 10 đồng luôn, còn 19 đồng 99 à. Cưng không? Cái này bằng sành nha. Cái này là trò chơi game của mấy em nhỏ đang giảm giá luôn. Spider-Man 2. Wow, $20 off ha. Huh? 20 đồng giảm giá luôn nè. Còn 99 đồng 99 nha. Mấy em nhỏ mà thích cái này thì vô Costco mua nè. Tháng 11 27 tây hết hạn. Có ai thích thảm mềm này không? Đang giảm giá nè. Giảm 15 đồng còn 64 đồng 99. Tháng 11 27 tây hết hạn nha. Rất là mềm luôn. Quá trời mềm nè. Mình trải cái mình ngồi mình chụp hình ha. Chân bày nãy kia chụp hình đẹp. Trời ơi, bữa nay khăn giảm giá quá chừng luôn. Ít có thấy khăn giảm giá lắm nha. Mấy cái khăn lớn nè, giảm 2 đồng off. Còn mấy cái nhỏ ở trên nè, khăn lao tai ha, một set 4 cái, giảm 3 đồng còn 7 đồng 99. Hầu như những cái loại khăn ở đây đang giảm giá luôn. Làm gì vậy? Ôm em đó ngủ. Đi ngang ôm em này. Mấy em nhỏ thích. Tôi sẽ thành thích nói đi. 11 đồng 99 con. Cái này mua quà Christmas gói vô được nè. Đẹp ha. Dễ thương á. Đứa nhỏ nó thích lắm á. Mua không? Mua cái đi gói quà cho mấy đứa nhỏ được á. Nó mở ra nó hết hồn. Trời ơi, bữa nay có rất là nhiều mặt hàng giảm giá nè. Trong nhà bếp cũng giảm giá luôn. Nguyên một set này á, là 4 cái ha, 4 cái này cái tô, chắc cái tô ha. Giảm 3 đồng còn 12 đồng 99. 11 tháng 11 ngày 19 tây hết hạn nha. Còn cái này cũng đang giảm giá luôn nè, nguyên một set này ha. Giảm còn 12 đồng 99.
tháng 11 ngày 19 tây hết hạn. Còn bên đây nguyên một cái bộ dĩa này 6 cái nè, giảm 5 đồng còn 9 đồng 99 luôn. Bên đây nè cái filter ha, filter thì giảm giá còn 21 đồng 99. Wow, nếu không giảm giá là 33 đồng 99 luôn nha. Hồi xưa về Việt Nam á, tôi sẽ thành hay mua cái này về Việt Nam, cái mình đổ nước vô, cái mình lọc nước đó cho con uống, rồi mình uống cũng rất là tốt luôn. Cái này gọn nè. Úc thấy có cái hít này đang giảm giá nè. Cái loại mà mình kéo đi đâu cũng được ha. Giảm 25 đồng off, còn 89 đồng 99. Đi qua coi cua, thịt, cá đồ có gì không. Cua 7 đồng 99 một hao. Còn King Crab thì 29 đồng 99. Golden King Crab nha, chứ không có King Crab kia như hồi xưa nữa. Cua này á, là người ta làm sẵn cho mình rồi ha, người ta cắt ra luôn, 9 đồng 99 một hao. Lượng cá cho em đi, vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Hình như cái này được không? Cái này ngon nè, cái đó nó tích á, nó dày á. Cái này được nè. Cái này của USDA Choi ha, là ngon, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đấy đó em. Úc đi qua bên hàng trái cây, lựu đang giảm giá nè cô chú anh chị và các em, giảm 5 đồng off luôn nha, còn 16 đồng 99 cho thùng lựu tháng 11 ngày 19 tây hết hạn. Wow, trời ơi trái lựu siêu to luôn, ngon chưa nè. Mùa này lựu rất là ngọt rồi, ăn lựu tốt cho tim mạch nha cô chú anh chị và các em. Thùng này được không nè, thùng này hình như thùng này ngon nè, đó lấy thùng đó đi. Trái đậm đậm to to đẹp, bỏ anh xe em cho. Nho ngon chưa nè, nho xanh, loại này giòn dữ lắm luôn, không có hạt nha, 8 đồng 99 cho 3 pound. Kế bên là nho đen cũng bằng giá luôn. Đi lại mua khoai tây, khoai tây để làm mashed potatoes, làm khoai tây nghiền. Năm nào Úc cũng làm món này hết trơn á, được mấy đứa cháu yêu cầu, tại vì Úc làm ngon. Gia mua bịch bự này đi anh. Bịch này á, là 15 pound nha, 11 đồng 99 nè. Nếu mà mình làm khoai tây nghiền mashed potatoes á, thì mua khoai tây loại này mới ngon ha. Nhìn cái vỏ nó xấu xấu vậy chứ ăn ngon lắm. Úc thích làm loại này. Loại màu vàng kia thì làm khoai tây nghiền không ngon lắm nha. Thì với Úc thôi, tùy mỗi người. Đây cô chú anh chị và các em ơi, Kivano nha, dưa gai sừng thứ ở nhà Úc trồng nè. Bữa nay Costco ở đây có bán luôn. Trời ơi, màu vàng đẹp chưa. Cái này họ nhập qua cho nên nó đậm, chứ mình trồng ở đây nó chỉ có màu vật vật như vậy thôi à. Tại mình ở đây lạnh á, không có đủ nóng ha. Hai trái 9 đồng 99 nha. Và nhớ lựa mấy cái trái càng vàng đậm thì nó cái độ ngọt nó càng nhiều hơn. Trái màu xanh nó thì nó chua chua ngọt ngọt. Mình để lâu được nha, mình để được mấy tháng luôn á. Thì loại này cô chú anh chị và các em cắt làm đôi. Cái mình lấy cái dao á, mình gạch một lần chính giữa chỗ cái thịt của trái dưa nè, rồi mình lấy muỗng mình cạo, mình bỏ vô cái ly. Mình có thể cho thêm tí đường hoặc là mật ong, mình quậy mình uống, rồi kèm thêm nước đá ha. Nếu không á thì mình có thể mình ăn không như vậy thôi. Cái thịt bên trong á là nó giòn giòn, nó giống như thạch vậy đó, ăn cũng ngon lắm, nhưng mà đều cái hột nó hơi to chút xíu, mình có thể lựa hột. Nếu không thì mình bỏ vô máy quay sinh tố á, mình quay
uống tốt lắm. Bữa nay Costco có hàng mới nè nha. Cái này là dark chocolate mà có rượu, nồng độ liquid alcohol ở trong này cô chú anh chị và các em. 19 đồng 99 nha. Đây nè, cái hình nè, có alcohol. Cái này người lớn uống thôi chứ nít không uống được nha. Nhìn giống chai nước sơn nail polish. Thiệt, nhìn giống nước sơn ha anh. Bánh macaron nè của Pháp ăn được lắm cô chú anh chị và các em. Con gái Út nó thích lắm nè. Hồi xưa Út làm ở Yonville á, có cái tiệm bánh của Busan Bakery á, ngon lắm. Giờ mua này ăn đỡ đi, mua cho con gái ăn hộp. Con gái học nhiều quá phải thưởng nè. 15 đồng 59 cho hộp này. Hồi lúc trước có 10 đồng, giờ gì cũng lên giá ha. Út lấy một hộp cho nó, về mình để trong tủ lạnh á, mình ăn ngon lắm. Có mấy mũi trong này luôn nè, ăn thử đi, ăn là ghiền luôn á, để vô là nó tan chảy luôn. Wow, họ đem hem về quá chừng luôn, 3 đồng 39 một hào nha. Để mình ăn lễ đó, lễ Thanksgiving Christmas. Họ gói trong cái giấy bạc đẹp ha. Còn loại ở trên này á, thì 2 đồng 99. Trời ơi, quá chừng thất kỳ luôn. Gà Tây đó 99 cent một hao thôi cô chú anh chị và các em ơi. Costco bán thất kỳ rẻ nè. Một con thất kỳ chà bá luôn 18 đồng 14 cent à. Con này bự lắm nè nha. Con này coi mấy chục hao vậy. Wow, quá bự luôn. Hồi xưa Út làm thất kỳ nè, Út ẩm lên không muốn nổi. Hồi đó hay nướng thất kỳ á. Kẹo chocolate Lindor đang giảm giá nè cô chú anh chị và các em. Kẹo này ăn được, giảm 3 đồng rưỡi, còn 9 đồng 49 nha. Ngon. Mấy đứa nhỏ nó thích ăn kẹo này nè. Cái này thì nó có 5 mùi vị trong này ha. Cái này họ làm sẵn dễ thương chưa nè. Đang giảm giá nha. 5 đồng 20 cent luôn. Còn có 12 đồng 79 cho hộp kẹo này à. Nếu mà không giảm giá 17 đồng 99 nha. Út đang qua bên hàng Đông Đá nè. Rất là nhiều thứ đang giảm giá nha. Chicken pot pie này đang giảm giá. Loại này ăn được lắm nè cô chú anh chị và các em. Mình có thể ăn sáng nha, ăn ngon. Mấy đứa nhỏ nó thích nè. 13 đồng 99, giảm 5 đồng, còn 8 đồng 99. Ngày 19 tháng 11 hết hạn. You need a tall person? I know, right? You help, right? I'm short. Thank you. Can I have one, please? Pizza nè, pizza nhỏ nhỏ cũng đang giảm giá nha. Giảm rồi còn 8 đồng 99. Giờ mì này cũng đang giảm giá nè. Anh ăn mì không? Ăn mì không nè? Còn mấy cái bánh nè, cái pasticker ha, bánh xếp chiên á, đang giảm giá luôn nè cô chú anh chị và các em. Soup dumpling giảm 3 đồng 50, còn 9 đồng 99 nha. 19 đây tháng 11 này mới hết hạn. Kế bên đây là tôm nè, tôm lăn bột sẵn đang giảm giá nha. 18 đồng 99, giảm 4 đồng, còn 14 đồng 99. Tháng 11, 26 tây mới hết hạn. Tôm này ăn ngon nè. Về cái mình bỏ ra mình chiên thôi. Ăn được lắm cô chú anh chị và các em. Rồi cái bên đây, tôm này coconut shrimp thì đang giảm giá luôn. Giảm rồi còn 10 đồng 99, giảm 3 đồng 80 cent ha. Cái này bữa nay đang giảm giá nè.
ít có khi nào giảm giá lắm nha. Thường là 13 đồng 99 nè, giảm 4 đồng, còn 9 đồng 99. Cái này mình nướng, mình ăn sáng, ăn trưa được cũng được thôi chứ anh chị và các em. Tháng 11, 22 tây mới hết hạn nha. Anh lấy hai cái đi anh. Tâm, xâm lát đang giảm giá thôi chứ anh chị và các em nha. Mua cái này để nhà mình ăn được nè. Mình có thể là mình bỏ vô nước sôi á, cái nó mềm mềm, mình uống hoặc là mình ăn. Cái này á, là của Mỹ nha. Thì hồi xưa Út hay mua cái này cho ba mẹ Út uống nè, gửi về Việt Nam á. Của Mỹ á, thì nó không có nóng. Út biết á, là về sâm là do một người cô bán sâm á. Cô có tiệm bán thuốc bắc, cô nói của Mỹ á, thì nó không có nóng mà nó làm mát. Còn của Hàn Quốc hoặc là của người Hoa Minh Trung Quốc á, thì nó nóng. Cái sâm này Út thấy đang giảm giá 69 đồng 99 mà giảm 14 đồng luôn, còn 55 đồng 99 à. Mua được á. Cái này là 255 gram nha. Nếu mình không có uống hoặc là mình ngậm lát á, thì mình có thể nấu súp mình bỏ vô. Bỏ vô tầm khoảng 5-10 lát gì đó. Lâu lâu mình ăn xong cho nó có sức khỏe ha. Sức khỏe để làm vườn. Trời ơi, Út lấy một cái. Ở nhà hay hầm đẳng sâm á. Đẳng sâm á thì nó không có nồng bằng. Bỏ đẳng sâm xong có thể bỏ thêm một ít lát này vô nữa. Kế bên đây là chicken broth nè. Nước súp gà đang giảm giá, giảm 2 đồng 70 sen, còn 5 đồng 99 sen. Salon bát đang giảm giá nè. Mua để nhiều khi mình nhức mỏi, mình làm vườn, mình đau lưng, mình dán vô. Cô chú anh chị và các em ơi, mua nhanh nha. Tháng 11 ngày 19 tây hết hạn, giảm 3 đồng 50 sen, còn 11 đồng 49 nè. Thuốc bổ nè, once a day cho nam và nữ đang giảm giá nha. 4 đồng off, còn 16 đồng 99. Tháng 11 ngày 19 tây hết hạn. Bữa nay thuốc cũng giảm giá nhiều lắm luôn. Giờ Út với anh Tư sẽ thành tính tiền ra về nè. Tối quá rồi, người ta đóng cửa 8 giờ rưỡi mà giờ 8 giờ rồi. Bữa nay có công chuyện cho nên đi trễ. Út xin dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các em rất là nhiều đã luôn thương và ủng hộ gia đình Út. Chúc cô chú anh chị và các em luôn được nhiều sức khỏe, bình an. Và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các em trong video tiếp theo. Bye bye. Bây giờ người ta bỏ vô cái dĩa cho mình nè. Hồi xưa họ gói trong cái giấy bạc á. Thank you.